Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tổ chức hội sách online chào mừng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 lần thứ Bảy, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5. Hội sách được tổ chức tại sàn book365.vn. Đây là lần đầu tiên hội sách được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của gần 50 đơn vị xuất bản và phát hành sách. Trong đó có nhiều đơn vị lớn và có uy tín trong ngành như nhà xuất bản trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng, công ty cổ phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh, Fasa, Tiki, nhà sách Phương Nam, vân vân. Với số lượng đầu sách đăng ký tham gia lên tới hơn 10.000. Ban tổ chức kiểm soát kỹ lưỡng sách tham gia nên những cuốn sách được bày bán tại hội sách trực tuyến quốc gia sẽ hoàn toàn là sách chính hiệu, đảm bảo về chất lượng, khuyến mãi trên giá bìa lên tới 25%. Bên cạnh đó, hội sách trực tuyến còn tổ chức hơn 40 hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu bình sách giữa độc giả với tác giả, người làm công tác quản lý, công tác xuất bản, những người nổi tiếng. Hội sách trực tuyến sẽ giúp bạn đọc thuận tiện hơn trong việc tiếp cận sách, hình thành thói quen đọc sách, góp phần làm giàu kiến thức và làm đẹp tâm hồn của mỗi người.